Thị trường có một phiên đáo hạn phái sinh như thế nào? Rất yên bình phải không? Chỉ có chỉ số VN30, ngành chứng khoán là điều chỉnh mạnh. Còn lại các cổ phiếu khác đa phần là tăng điểm với 209 mã tăng điểm, 53 mã đứng giá và nhiều 243 mã giảm, tức là hơn phân nửa vẫn là tăng nha, hơn phân nửa vẫn là tăng, số mã giảm 48%. Lực mua ở đây mọi người có thể thấy là mua 14.000 tỷ, bán ra 9.900, vậy tóm lại lực mua vẫn lớn hơn. Hôm nay rất nhiều mã đánh trần, ví dụ là DG, FLC, HQC, những mã nhỏ đánh trần rất nhiều. Dòng tiền cuồn cuộn hôm nay có Po trần, VIN30 trần, nhiều mã trần. Cũng như là hôm nay chứng khoán là ngành đầu tàu, chịu mũi nhọn áp lực bán lớn. Ngân hàng duy nhất thì chỉ có VPBank hôm nay tiếp tục bị tổ chức đầu tư nước ngoài bán rất mạnh. Mọi người có thể coi ở đây, nước ngoài hôm nay bán VPBank 316 tỷ, một con số rất khổng lồ. Tự danh hôm nay bán vít và ghét nha, nhìn chung nó vẫn bán nhưng nó không bán VPBank. VPBank này tự danh mua có vô mua 11 tỷ 12 tỷ, nhưng gì, nhưng nước ngoài bán con này ròng rã cả tuần nay luôn, ngày nào cũng bán, quá trời bán luôn. Không hiểu được nha, không hiểu được thì cái này mình phải chờ nó bán xong thì cổ phiếu sẽ ổn lại thôi. Rồi đó là nói về biến động, thì nhìn chung hôm nay em đánh giá là phiên tốt tốt, không có xấu, không có xấu. Và gì nữa, chỉ số VinDex hôm nay xanh 1,1 điểm, VIN30 âm 9 điểm. Tuy nhiên không có gì xấu, tại sao? Tại vì VN-Index vẫn giữ được trần, VIN30 giảm nhẹ 9 điểm không có đáng kể. Mình có thể coi hôm nay mọi người thấy cái chỉ số phái sinh nè, từ đầu phiên nè, mở cửa ra từ đầu phiên nè, nhìn nó hơi sao, nó hơi lớn một tí nha, do chỉ số mình đạp quá kinh, đạp từ rồi dùng bao nhiêu, 1 năm 1 9 1 năm 2 năm, là từ tối đây buổi sáng mở cửa là từ đây nè, 9 giờ mở cửa ở đây nè, rơi về tận có lúc về tới bao nhiêu, có lúc về 1 4 90, tức là giảm 35 điểm nha, giảm 35 điểm rất kinh dị. Có lúc mọi người thấy có lúc nó đạp về rất thấp ở dưới đây luôn, không biết khúc nào mà nó nhúng một cái rất mạnh, quét toàn bộ lệnh xuống luôn. Đây khúc này, đây cái lệnh nghe đây nè người ha, 1 4 8 9, thì ở đây có thể nói cái lệnh này là lệnh gì, là người ta cắt lỗ nha, nhà đầu tư mình cắt lỗ hợp đồng lon ra, tại vì nó giảm bào từ từ, bất ngờ cái cây này giảm quá mạnh là gì, là nhà đầu tư mình lon ở trên đây nè, những ai nắm vị thế lon ở trên cái nhịp này bị phọt sale, bị ép bán ở dưới đây, ép chốt ra thì nó mới có cái nhịp giảm cực mạnh như thế này, xong rồi đóng cửa trên đây. Hiện kỳ vọng ngày mai thị trường hồi lên, đi lên bình thường lại, không có gì đâu, không có gì xấu nha. Thị trường giảm cái nhịp này em đánh giá là tốt, không có xấu. Rất nhiều cổ phiếu tăng tốt, hôm nay banh cũng có con vẫn tăng bình thường chứ đâu có phải là giảm đâu, nên thành ra là gì, thị trường này nhịp này em đánh giá là một nhịp đáo hạn rất ổn định và rất ổn trong những tháng vừa qua, 3 4 tháng vừa qua, thì cái nhịp đáo hạn này là nhịp ngon nhất mà em từng thấy, tức là nó không đạp quá nhiều, chứng khoán giảm nhưng không gãy nha, chỉ có VPBank là hơi nét một tí thôi, còn lại là gần như là không có vấn đề gì quá nhiều, một nhịp đáo hạn gần như là khá yên bình nha. Rồi nói về danh mục thì nhìn chung là Po trần con này mình ăn 3 vòng rồi, đã nói quá nhiều, BA quá nhiều rồi phải không, con Po này đã nói quá nhiều thì bây giờ trần. G36 hôm qua mình không bán thì hôm nay nó hồi lên gần như là trả lại toàn bộ. Thì hôm qua em có nói đó, thấy giảm mà không có bán nhiều thì thôi mình giữ luôn. Thì hôm nay nó trả lại toàn bộ. G1 hôm nay tiếp tục nổ, trà đá thành trà đào rồi phải không? Hôm qua em cũng có nói những anh chị khách hàng chăm sóc ai cần thì có thể nhặt G1. Nhà Từ Liêm hôm nay có phải là rất nhiều lần trong phim em nói vượt 44 thì ai muốn thì mua. Thì hôm nay nó vượt 44 mới lên 44.7. Vậy mọi người có mua không? Nha. Rồi EGC cuối phiên lên 33 đẹp. BSR nè, đây là cái cổ phiếu cần lưu ý nè, kéo vụn trộm vào cuối phiên sau 14 giờ 45, khi nhà đầu tư tắt máy nghỉ đi làm việc khác hết, thì một mình nó ở đây nó kéo lên nha. Nhìn chung á thì BSR em đánh giá là ngày mai có thể dầu khí sẽ đua lên, thì BSR kéo thì OI nó cũng lên rồi, nghe không, đen cho những cổ phiếu thuộc ngành thuộc sàn hồ xe với sàn HNX là nó không có kéo vụn trộm được. Đó, thì nhìn chung STB đóng cửa xanh điểm cả ngày nó đỏ, CTG cũng vậy, CTG
Thì ở đây rất nhiều cổ phiếu, hôm nay chúng ta có hàng mới là MHC, KMR và gì nữa, và con MV có mua thêm. Nhìn chung thì hôm nay một số cổ phiếu đỏ, nhưng mà đỏ là bình thường. Hôm nay đỏ nhiều nhất là DSP, hôm qua nó tăng đâu 6-7%, hôm nay nó giảm lại 3% bình thường thôi nha, không có gì xấu. Hôm nay chủ yếu duy nhất là VP Bank giảm rất kinh. Đầu tư nước ngoài ở đây, mọi người thấy cái góc phải bên đây nè, đầu tư nước ngoài bán 9 triệu mấy, rất kinh dị nha. Thì đáng lẽ mình phải chờ nó bán xong rồi sao nha. Còn lại VND, các cổ phiếu chứng khoán giảm bình thường nha. Hôm nay có một cổ phiếu hôm qua mình lót trước, đó là con gì, đó là con TV2. Hôm qua lót trước, hôm nay đã lời. Hôm qua mình lót quanh dưới 66, sáng nay em cũng có nói mọi người ai cần thì mua vô dưới 66, thì bây giờ nó lên 67.6, đã lời. Ngày mai nếu nó đến mức đỉnh mình sẽ mua full vị thế. Nhìn chung thì những cổ phiếu giai đoạn này giải ngân mới tất cả đều lời, chỉ duy nhất cổ phiếu chưa lời là con gì, là con BWE đâu mình chưa lời được nha. Con này mình mua lót trước rồi nó giảm luôn, tới giờ chưa tăng lên lời được. Thì đây là con duy nhất trong nhịp này bị lộ, còn lại các cổ phiếu khác đều lời nha, đều lời hết ở trong cái nhịp giải ngân mới. Từ giai đoạn nào, từ giai đoạn này mình bắt đầu giải ngân mạnh từ khúc này, thì từ đây tới đây tất cả cổ phiếu đều đã lời hết toàn bộ nha. Thật ra một số con mình mua bên đây giờ mình cũng lời hết rồi nha, chỉ có một số con bị lỗ thôi, còn lại đa phần đã lời lời hết rồi. Chúng ta nói về thị trường và VN Index thì mọi người thấy VN Index tiếp tục một phiên test MA20 1468. Đây là phiên thứ bao nhiêu nó test rồi, chắc là 4 5 phiên rồi phải không? 1 2 3 4, đây là xây được cái nền quanh đây. Thì ở thị trường ở đây thì em vẫn nói như cũ, bứt qua 1490 là bứt qua cái đỉnh chóp cái nến này nè, đó thì nó sẽ xác nhận vào xu hướng tăng mới. Còn hôm nay đáo hạn giảm nhẹ của gì, của VN30, nhưng chỉ thị số thị trường chung không giảm bình thường nha, thì chờ đánh tiếp thôi nha. Ngày mai là ngày gì thì em nói luôn, thì ngày mai là ngày cắt quỹ review, một đợt review rất lớn của năm quý tư nha. Quý tư ngày mai và tuần sau là cắt quỹ, nó sẽ cơ cấu review tổng kết cuối năm nha, nên thành ra là gì, sẽ có những rung lắc nhất định, nó bán ra bất ngờ ATC làm cổ phiếu bay màu, ngược lại nó có thể kéo trong ATC. Nhìn chung thì quỹ review kệ nó thôi, nó có đạp mạnh thì kệ nó, cổ phiếu vẫn sẽ hồi và tăng lại như thường nha. Không có việc gì mà cổ phiếu khi review nó giảm mình đi bán ra là chết nha. Đây là em nhắc nhở mọi người để mọi người không có bán cổ phiếu nếu mà ngày mai review mà nó đập mạnh nha. Có một số con nó đập ra vài triệu trong ATC, đừng mua bán gì hết, kệ nó thôi nha. Rồi đây là nói về thị trường chung, nhìn chung là tốt không có gì xấu. Chúng ta nói về VN30 hôm nay sao giảm mạnh xuống không, tuy nhiên nào người để ý nha, em xóa hết nè, đây là cái trend giảm. Và hôm nay VN30 đóng cửa có phải là ngay chân cái gì, ngay cái chân nến cũ đi lên không, cái chân nến cái này nè. Dạo này nó quay xuống ngay trần đây, nó không có hụng, nó hụng xuống đúng là có hụng, nhưng nó làm gì, nó rút chân, nó rút chân. Vậy tính ra là VN30 vẫn nằm trong cái vùng hộp này phải không? Không, đây là cái hộp đa vát, thì VN30 nó nằm trong gọn trong cái hộp này, vẫn chưa bứt ra được, cũng đâu có hụng xuống đâu. Nếu nó hụng xuống là xấu thiệt, nhưng mà nó hụng xuống nhưng nó rút chân, vậy là VN30 xấu không? Nó nhớ bình thường nha, thì chỉ cần nó kéo lên lại, nó bứt qua vùng 1430 là nó sẽ xác nhận ngay thôi, đâu có gì đâu. Tức là hôm nay đáo hạn giảm, nhưng mà giảm như thế này so với những phiên này ha, bình thường nha, bình thường thôi, thì chờ mai nó kéo lại thôi nha. Nó thành ra chỉ số VN30 hôm nay không có gì xấu. Rồi đó là nó, chúng ta nói về các cổ phiếu, các chỉ số chính của thị trường nha. Tiếp tục chúng ta nói tới trụ. Hôm nay đóng cửa giá hàm chiếu hơn, tuy nhiên trong phiên kéo đạp mạnh nè, kéo lên nè, thì đây là làm màu thôi. Thì kỳ vọng của em là nó đang test, nó đang đậu đậu quanh cái vùng chân nến mà ru lớn nè, thì nó sẽ có một nhịp hồi lên cho mọi người thôi. Còn con này thì mình không có tư vấn quá nhiều, giờ đi ở dưới đây đã nói là nó chân sóng, nhưng mà qua đây nó đang chỉnh xuống, thì chờ nó chỉnh xong thì nó tăng tiếp. Ở đây nó có cái trend giảm, có cái trend giảm, thì chờ vít nó bứt qua khỏi cái trend giảm này thì nó tăng lại. Còn nó không bứt, nó cứ nhây nhây ở đây thì giữ thôi, kỳ vọng mà nó không hủng dùng 97 nha, hủng dùng này có thể 97 96 ở đây, nó có thể về tầm 95 nha, về lại cái nền cũ nó thôi. Nhìn chung thì không mua trên đây thì sẽ không lỗ nha. Còn nếu mọi người mà mua trên đây thì hơi mệt mỏi nha, hơi mệt mỏi. Sabico
Hôm nay hủng nền nha, hủng nền, tuy nhiên hủng nền rất nhẹ nhàng. Hủng nền rất nhẹ nhàng thì hủng nền rất nhẹ nhàng này là bình thường nha, hủng nhưng mà hủng một cây nhỏ xíu vậy. 1% đánh gãy cái nền, khối lượng cực thấp thì sẽ sức ngày mai nó có thể hồi lại lại nha. Tại vì sao? Hôm nay nó đạp để nó điều tiết chỉ số nha, đạp để điều tiết chỉ số thì ngày mai nó sẽ hồi lại lại. Tiếp tục những con này hiểm nó rồi, không nên đầu tư, có cứ giữ thôi. Thì nó mất 150 thì nên cắt lỗ nha. Hôm nay nó không mất, tức là nó vẫn còn giữ lại được thì cứ giữ thôi. Vietcombank, nay mình quên phân tích Vietcombank. Nhìn chung thì sao? Vẫn duy trì xây một cái nền ngay đây nè. Tại vì mọi người nhìn cái nến nó thấy dị dị phải không? Nó mở cửa quá cao, nó mở cửa quá cao, cái thành ra nó quay ngược cái nến xuống. Nhìn nó rất xấu nhưng bản chất cái nến này nó tất cả nó vẫn đi trong cái biên hẹp nè. Ở giá nó vẫn đi trong cái biên rất hẹp ở trong đây. Nha, cái biên rất hẹp nhỏ nhỏ đây nè. Đó. Nó vẫn đi trong cái phạm vi này, chưa có gì mới nha, chưa có gì mới thì chắc nó sẽ xa quay qua tới đây nó mới đánh. Mất thời gian nha, nhìn chung thì mấy con này không nên đầu tư nha. Có cứ giữ thôi. Masan, đây là một cổ phiếu hôm nay trút chân heo từ lóng dân gian, người ta gọi là gì? Chân dài tới nách luôn phải không? Chân dài tới cổ luôn. Đó. Thì nhìn chung thì đây là một cái rủi ro khi đầu tư trụ nha mọi người. Nếu mình đo từ cái giá hôm qua để đóng cửa là 161 nè, mình đo từ 161 mình kéo xuống cái giá thấp nhất ở đây, đây làm đo chậm cho mọi người coi nha, rồi mình buông ra. Rồi vậy thì hôm nay Masan giảm bao nhiêu? 55,43% từ giá tham chiếu rơi xuống, có lúc về 152,2, kinh không, tí nơi sàn luôn phải không? Thì nhìn chung đây là một cái rủi ro của cổ phiếu trụ, tuy nhiên vẫn đóng cửa 160 thì bình thường thôi. Qua đáo hạn thì tiếp tục bò lên nha, qua đáo hạn tiếp tục bò lên, đây là cái nhịp coi như là nó rũ bỏ đi nha. Đó thì đây là nó đang làm màu thôi, giống như mấy cái nhịp này nè, tự nhiên đang đi ngang cái nó giảm rất mạnh đây nè. Đó, tự nhiên đang đi ngang cái nó giảm rất mạnh, tại vì đây là gì? Đây là đáo hạn phái sinh. Thì qua đáo hạn phái sinh thì mọi người có thể thấy một số con nó làm màu nha, không có gì cả. Thì con này ai có cứ giữ bình thường, nó sẽ tăng lên tiếp thôi. Con này chỉ khi nó giảm mất 155 mọi người mới bán, mà giảm trong phiên giảm mạnh chứ không có thể giảm cái kiểu chớp nhoáng như thế này thì mình không nên bán, mình cứ bình thường thôi nha, mình cứ bình thường thôi. Rồi tiếp tục MBLUG không bứt được 137 thì nhìn cho em nói rồi, bứt được 137 thì mình mua. Ở đây đã kẻ rất rõ, bứt được cho dù cái nến này đẹp thế nào đẹp nhưng mà hôm nay phái sinh nó không đánh, nó lại đi đạp VN30 thì và MBLUG không bứt được 137 thì không mua nha. Vẫn như khuyến nghị cũ, bứt được 137 sẽ rất đẹp, mua vô. Nhưng nếu không bứt được thì thôi đừng mua nha, tức là không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Thì cái này em nói nhiều lắm rồi, hồi xưa đã cần rất nhiều, có nhiều bài học. Mình chờ nó bứt qua mà nó không bứt qua cái nó rơi ngược xuống, mình đi mua vô là chết. Thì đây nó quay xuống thì kỳ vọng nó vẫn đậu quanh đây thôi, vẫn đậu quanh dùng 131 132 gì đó, chờ nó bứt qua 137 rồi lại nha. Đó chỉ mà BLUG nhìn chung hôm nay giảm là giảm do đáo hạn ha, ngày mai xác suất nó sẽ tăng lại. BNG, con này trong phiên ATC em thấy có lúc nó lên giá xanh luôn. Thì mọi người có thể xem lại cái gì, cái clip đáo hạn phái sinh này, thì tháng nào cũng làm về cái phần đáo hạn phái sinh này để cho mọi người coi cho nó hợp lý nha, coi hàng tháng mọi người coi lại, năm sau mọi người coi lại. Thì cái đáo hạn hôm nay nhìn chung như hôm qua em kể, nếu mà BNG nó không đánh lên thì nó quay xuống nó lắp gáp up. Ở đây có gáp nè, đó có gáp nè, nó quay xuống nó lắp gáp thôi, bình thường nha. Đây là đúng kỹ thuật, đánh đúng kỹ thuật, còn nó có hồi lên được hay không thì chúng ta phải coi nha. Kỳ vọng là nó hồi lên được, ngày mai nó hồi lên nó trả điểm lại thì nó tốt. Nó bước qua dùng giá nhiêu? Dùng giá 28,5 nè. Nếu mà ai hết mua vàng có thể mua BNG nha, 98,5. Còn bây giờ thì giữ bình thường hoặc là coi thôi, không nên mua, tại vì có rủi ro nó hủng cái nền này là phải cắt toàn bộ nha. Đó. Tiếp tục VHM, hôm nay thị trường sọt nhưng mà VHM vẫn giữ được dùng trên 82 là một điều rất mạnh của cổ phiếu. Giữ trên 82 khối lượng hấp vậy là tốt nha, không có xấu. Thì nó hình thành được cái tam giác nhỏ ngay đây, thì chờ VHM bước qua 83, ai hít muốn mua thì có thể mua nha, nhưng mà em không mua do em không thích đầu tư trụ lớn như thế này. Thì nó có thể lên test được dùng 85.
Tiếp tục VRE cũng vậy ha, không bước qua được cái vùng em kẻ đây là vùng 30.30.6 không, 30.5 30.6 gì đó, nó đâu có bước qua được đâu, thì nó phải bước qua được đây mới là điểm mua. Nó giống giống con gì, nó giống y hệt con MWG, là nó đi lên mà nó không bước qua được thì thôi đừng mua, khi nào nó bước qua được thì mình mua. Nó hình thành được cái hộp kia đây nè đó, cái hộp kia đây hộp đa vát, thì khi nào nó bước qua đây được mọi người mua, tức là bước qua cạnh ra vát mọi người có thể mua. Tiếp tục bước lên trên những cái điểm ở bên trên đây mình người mua gia tăng bình thường, tuy nhiên nó không làm được thì đừng mua nha. Tại vì sao mình không nên ý hôm nay giảm nhiêu 1% để đánh giá là bình thường ha, ngày mai xác suất nó tăng nhẹ cái là được. Như vậy tại vì từ cái giá 1% này nếu đánh trần, nếu đánh trần nó có thể bất định nha, nó có thể bất định hoàn toàn, nên thành ra cổ phiếu VRE không có gì xấu, ai giữ thì giữ, còn ai muốn mua bắt buộc nó phải vượt 30.6 nhảy vô mua, khối lượng là cả 10 triệu là đạt, tốt nhất thì cả 15 triệu nha, 10 tới 15 triệu. Rồi đó là các cổ phiếu trụ bên ngoài danh mục. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp. Các cổ phiếu trong danh mục FPT. Hôm nay mở cửa đầu phiên mở cửa lúc lên đây, vừa quay xuống đóng cửa âm 0,4. Nhìn chung thì FPT hôm nay nó vẫn như cũ nha, nó hẳn là nó vẫn như cũ, nó hình thành là cái tam giác nhỏ nè, giờ đây là cái nền ngang này đó, nó hình thành được cái gì, một cái mô hình tam giác rất bé ngay đây, thì chờ thôi, có thể là ngày mai sẽ có câu trả lời. Ngày mai đánh lên thì ok ngon, còn đánh xuống thì bán hết nha. Ngày mai FPT có thể rất dễ sẽ có câu trả lời khi các quỹ nó review, gần như không một quỹ nào trên thị trường không có giữ FPT, ngược lại không một tổ chức nào không giữ nha, không một tổ chức lớn nào không giữ cổ phiếu FPT, nên thành ra rất có thể ngày mai FPT sẽ có câu trả lời. Thì chúng ta quan sát con này thì như cũ thôi, vượt 97 là điểm mua ha, nhưng mà nó rất nhiều chỗ này rồi thì nó vượt được thì mua, khối lượng cỡ nhiêu 3 tới 4 triệu, còn không vượt được thì thôi nha. FPT thủng ngay đây thì mình bán hết, thủng giá nhiêu, thủng giá 95 hoặc là 94.5 mình bán hết. Đó là FPT. Nhìn chung thì hôm nay do nó mở gap up thôi, mở gap up quá cao xong rồi rơi xuống, chứ thật ra cổ phiếu giao dịch biên rất nhỏ, vẫn là những cây nến rất bé thôi nha, nên cổ đông FPT cứ giữ bình thường không có gì xấu. Tiếp tục cổ phiếu kế tiếp Vinamilk, hôm nay thị trường nét quá phải không, nhưng mà Vin30 nét quá phải không, tuy nhiên Vinamilk xanh nha, Vinamilk xanh điểm và rút chân đẹp không, em đánh giá là đẹp nha, thì xác suất ngày mai nếu mà quỹ review nó kéo Vinamilk lên tốt cho những cổ đông đang giữ hơn. Còn nếu mọi người muốn mua thì em nghĩ nếu mà ngày mai nó vượt giá nhiêu, nó vượt 87 nha, 87 thì đây có thể là giá mua nha, vượt 87 cho những ai thích mua nắm giữ thì mọi người cứ mua bình thường nha. Vinamilk hôm nay đánh rút chân như thế này em đánh giá là rất đẹp, xác suất ngày mai Vinamilk có thể nổ 4 tới 5 triệu. Vinamilk những cái phiên gần đây nó đã không đỏ nữa, nó cố phiên nó còn kéo lên nữa là rất đẹp nha, rất đẹp, thì chỉ chờ thôi, giữ thì chờ thôi. Tiếp tục VR nay đóng cửa xanh điểm ha, khối lượng hấp dần xuống lại, nhìn chung RVR nó đã có một nhịp tăng lên xong chiều đi ngang theo cái nền ngang đây, thì RVR nó hình thành chung một cái vùng 39, bước qua 39 là điểm mua nha, bước qua 39 là điểm mua, còn bây giờ thì giữ bình thường, giữ bình thường, cổ phiếu vẫn giao dịch trên vùng EMA 20 tốt nha. Thì con này nếu mà ai đang giữ á, mà nó không mất 37 có thể bán hết, tức là đây là dùng mình chặn cổ phiếu không cho lỗ quá nhiều nha. Còn nếu nó không khủng 37 cứ giữ bình thường, hôm nay đáo hạn mà nó vẫn xanh là một điều rất tốt. Rồi bây giờ ở đây là đã có dùng tiền điểm nhấn nè, rủ xuống khối lượng cực thấp nè, xong rồi hồi lên lại rủ xuống đi ngang thì chờ nó bùng nổ lên nha, chờ nó bùng nổ lên bức 39, khối lượng cả 5 tới 6 triệu mọi người có thể mua, thêm mua mới mua gia tăng đều được, thì nếu bức được giá 39 nó sẽ lên test được 42. Đó là VRVR, nhìn chung thì mọi người cứ giữ bình thường nha. Rồi đó là những cổ phiếu trụ trong danh mục. Chúng ta phân tích tiếp tục ngành ngân hàng. Cổ phiếu ngân hàng thì đầu tiên HTB hôm nay cuối phiên được kéo lên rút chân quá trời rút luôn ha. Thì cái này hôm qua em có dạy người ta khóa học nên thành ra là bây giờ phải xóa hết. Đây. Đây là cổ phiếu đã rút chân bước lên, nhìn chung là khá đẹp nha.
HTB hôm nay tuy là màu đỏ nha, tuy là màu đỏ nhưng cổ phiếu xanh do nó mở gấp úp. Thì con này vẫn như khuyến nghị cũ, bứt giá 29. Bứt giá 29. Mọi người có thể mua mới, mua gia tăng, mua gì đó đều được nha. Bứt giá 29, tiếp tục mua thêm khi nó bứt 30 nha. Còn bây giờ thì giữ bình thường, không mua mới, nó phải bứt lên được thì mình mua. Ở đây HTB nếu mình cho đó sao, đây nè mọi người thấy đây có phải là đáy một không, đây là rơi xuống tạo đáy hai, thì chỉ cần nó bay vót qua điểm 29 mọi người có thể mua mới, khối lượng cỡ 30 triệu là đạt rồi, lớn hơn thì tốt nhưng mà 30 triệu là đạt rồi nha. Nhìn chung STB xác suất ngày mai có thể đánh. VB Bank đây là cổ phiếu rất hưng đau hôm nay phải không, bán quá trời bán luôn. Nhìn chung bây giờ đang bán như thế này mình phải gắng giữ thôi, chờ nó hồi lên coi như thế nào nha, chờ nó hồi lên coi như thế nào. Còn bây giờ bán thì em không nghĩ là nên bán, do tổ chức nó đạp liên tục hàng ngày như thế này, mình bán ra thì hơi dở. Nó đang về cái vùng nào ở dưới đây là vùng 33, là vùng em nghĩ là vùng cuối cùng mình sẽ gán giữ nó. Mất cái vùng nền ngay đây, mất cái vùng nền ngay đây thì mình em nghĩ là mình nên bán hết nha. Có thể là bán ngay đấy cũng được nhưng mà thôi, đây vùng 33, vùng cuối cùng ở đây, đây mất cái vùng nền này thì nó sẽ về tới tận 32 là quá xa nha, quá xa. Nên thành ra nếu mà ngày mai nó không hồi lên trả điểm thì thôi mình có thể phải cắt lỗ hết nha. Con này là nhìn chung là ngân hàng duy nhất giai đoạn này ra đi, không hiểu làm sao mà tổ chức mà đầu tư nước ngoài á, bán cái bằng phá mã luôn, bao nhiêu nó cũng bán. Thì ngược lại bán nhiều như thế này cũng có người mua lại vô, tuy nhiên mua có vẻ không ăn thua nha, mua thì mua nhiều đó nhưng mà rơi quá nặng mình phải bảo toàn. Thì để quan sát ngày mai, nếu ngày mai VPBank nó không rút chân hoặc nó không đóng cửa cao trên 33 thì mình phải cắt lỗ nha, phải cắt lỗ thôi. Tiếp tục MBB vẫn như cũ thôi, chưa có gì mới nha, vẫn như cũ thôi. Hôm nay MBB cũng mở gấp úp nè phải không, hôm nay nhiều cổ phiếu đầu phiên nó mở gấp úp nhưng mà nó mở mở nhưng nó không làm được đúng thì thôi, nó vẫn đóng cửa trên cái vùng hỗ trợ ngay đây là vùng 28.2 nha, vậy là tốt. Và dùng ở trên đây dùng bao nhiêu, 28.7 thì nó bước qua được cái hộp Davos ngay đây, mọi người có thể mua mới nha, mua lót vì thế bước qua 28.7, tiếp tục bước qua 29 mua gia tăng. Nhìn chung thì MBB vẫn như cũ, vẫn những cái điểm mua như cũ thôi nha, chờ nó bước lên, khối lượng vào cả 20 triệu trở lên nha, 20 triệu trở lên. Nhìn chung hôm nay MBB nó giảm nhẹ như thế này em đánh giá cũng được, không có gì xấu nha, giảm nhẹ như thế này cũng được. Khối lượng là cực thấp nha, khối lượng là cực thấp, ai chán bán ra thôi. Giảm tăng giảm tăng giảm, nhìn chung nó vẫn xoay quanh có giá 28 thôi nha, bứt được thì mình mới mua, còn không bứt được thì thôi. Còn bứt cái kiểu mà gấp úp á, thì thôi đừng mua nha, nó mở gấp úp thì thôi tốt nhất là không. Rồi tiếp tục Techcombank, hôm nay con này cũng giống giống vậy thôi nha, cũng giống như con MBB, nhìn nó giảm cái nến nhìn ghê quá phải không, thiệt nhìn ghê thiệt, do nó mở gấp úp ở trên đây xong nó rơi hẳn cái lèo xuống đây. Nhưng mà cổ phiếu không hủng nền nha, nó đâu có hủng nền này đâu, nếu mà người kẻ vô thì nó rơi về đúng cái chân nến của những cây nến này, nó đâu có hủng nền thì nó không hủng thì bình thường. Thì vẫn khuyến nghị như hôm qua, bản tin tối hôm qua là cổ phiếu vượt qua giá nhiêu 50.8, 50.9 gì đó ở đây mới là mua, hoặc là 51 nha, vượt được 51 thì mua, sau đó mua gia tăng khi nó vượt nhiêu 51.5, 52 nha, 52.5 đó vượt lên trên đây thì mọi người mua. Còn bây giờ nó như thế này thì cứ giữ bình thường, nó y hệt con MBB nha. Hôm nay thì chỉ có con gì, con STB rút chân là nhìn đẹp nhất nha. Rồi tiếp tục CTG, con này cũng vậy, tuy nhiên cái phiên hôm nay nó đóng cửa xanh điểm, em đánh giá là một điểm cộng rất lớn nha, nó không hủng chân nến, đây là cái điều quan trọng nhất, nó không hủng chân nến này, quay xuống test tạo thành cái đường cong ha. Thì chờ ngày mai nó bước qua giá 33 mọi người có thể mua mới nha, mua mới, mua gia tăng khi nó vượt 33.5 và 34. Nhìn chung thì CTG cũng khá đẹp nha, 15 tới 20 triệu cổ phiếu giao dịch, trạng thái như thế này đánh giá là đạt rồi đó. Đây đã hình thành được mô hình vai đầu vai ngược nha, những anh chị học khóa em sẽ biết. Đây đây là cái trend giảm phải không, mình có thể kể vậy, vậy thì nó ra sao, đây là cái vai trái phải không,
Đây là cái đầu. Đây là cái đầu, kẻ hơi lệch nha, đáng lẽ phải qua đây một tí. Đó. Đây là vai trái, đây là cái đầu, thì đây là vai phải, thì chỉ cần nó bay vót qua giá như ba ba nó sẽ xác nhận nha, nó sẽ xác nhận. Mô hình này nó hơi sao, nó hơi lệch ở cái chỗ này do sao, do nó không nhúng sâu nha, nó phải nhúng xuống quanh đây nè, quanh 32 nó mới đạt, mà nó không nhúng xuống thì kệ nó thôi nha. MB hôm nay em đã cho một người mua thêm MB, nó khá nhiều rồi đây. Trong phiên em đã có cho mọi người mua thêm MB vào ca chiều đây. Buổi chiều là em có nói nè, MB khi bước qua 25.6 và nhiêu 25.8 là những điểm mua gia tăng tiếp theo. Nhìn chung bây giờ MB đã bước qua tới 25.85, có lúc lên tới nhiêu, có lúc lên tới 25.95 luôn, khá đẹp nha, rất đẹp luôn nha. So với những con ngân hàng khác là hôm nay bất ngờ mình thằng MB kéo lên tăng 2,6%, vậy là rất đẹp, nó đã bước qua được cái vùng gì, cái vùng tạo đáy kháng cự nhỏ nó đây đó, xong nó bước qua MA20 luôn. MA20 là 25.8, bước qua luôn, nhìn chung là khá tốt nha. Buổi chiều mọi người thấy là đạp rất kinh mà nó vẫn đánh lên, thì xác suất ngày mai MHB có thể lên được dùng 27. Những anh chị nào đang giữ giữ bình thường, mình đã mua thêm MHB dưới đây khá nhiều. MHB đợt trước là mình mua bên đây nè, phải không, mình mua cây này nè đó, xong rồi mình có mua thêm ở khúc này, khúc này hai cây này mình có mua thêm qua đây, mình lại mua thêm bên đây. Nhìn chung con MHB này em vẫn kỳ vọng nó có thể đánh vượt 30 liên Việt. Nhìn chung thì bình thường ơi, hôm nay giảm 1,3%, khối lượng là cực thấp, giảm thấp còn thấp hơn hôm qua nữa, thì nó sao, nó giống giống con BNG ấy. Đây nó có gấp úp nè, thì em nghĩ nếu mà xấu thì nó về lắp gáp này thôi, còn nếu không thì nó dần bứt ra lại, thì con này nó có cái dùng có thể mua là 22.8, bứt qua 22.8 có thể mua lót mua gì đó, cổ phiếu sẽ lên lắp cái gáp đầu ở trên đây. Đây là target ngắn của cổ phiếu nha. ACB tương tự mấy con tech cơm, con gì, con MBB là nó có cái nền như đây, sáng nay mở cửa quá trời cao xong rồi quay đầu giảm xuống, khối lượng cực thấp, thì nhìn chung là kệ nó thôi, không có gì xấu nha. Thì con ACB vẫn là vượt 33.5 mới mua nha, vượt 33.5 mới mua, tiếp tục mua khi nó vượt 34 dạng nhiêu và 34.5 nha. Nhìn chung thì ACB em vẫn duy trì những khuyến nghị cũ, cổ phiếu phải hủng xuống với cái nền dưới 32.5 mình mới bán hết. HD Bank chưa bước được cái trend, nhìn chung thì nó không bước được, nó đã hình thành được cái mô hình vai đầu vai ngược, nhìn chung là hơi hơi hao hao rồi đó, 98% là vậy. Cái vai phải nó hơi nhỏ nha, nó hơi nhỏ đây, vai đầu và đây là vai, thì bây giờ chỉ chờ con HD Bank bước qua giá 31 là điểm mua nha. Nó phải bước qua được mới mua, còn nó không bước qua được thì thôi kệ nó đừng mua nha. Bước qua mà mốt mọi người có thể lấy mới HD Bank, khối lượng cả 10 triệu trở lên. Oxin Bank con này hôm nay rút chân, cuối phiên nó rút chân, nhìn chung thì khối lượng cực thấp mà còn rút chân nữa nha, vậy tính ra cổ phiếu vẫn xanh điểm mà rút chân, thì con này sao, nó sao, nhìn cái thế uốn lượng cũng khá đẹp, rơi xuống nè người không, hồi lên mạnh xong rồi gì, rơi xuống hồi lên. Không? Vậy thì con này chỉ cần nó bứt qua giá nhiêu, bứt qua ngay chỗ 27.8 là ngay MA20 là ngay chỗ cái đỉnh chóp như đây nè, nó bứt qua đây thì đây là điểm mua đầu tiên của Ocean Bank cho những ai muốn mua thêm nha, cho những ai muốn mua thêm khối lượng cả 10 triệu là được nha, mua ở đây xong rồi mọi người mua gia tăng khi nó vượt giá nhiêu, vượt giá 27 28.8 ở trên đây, vượt cái đỉnh ngay đây, và khi nó vượt qua 30 mình lại mua thêm, tức là những con này vẫn còn mua được rất nhiều nha. Cổ phiếu đang đi vào cái sóng tăng cuối năm. Đây là cái nhịp gì? Nhịp tăng đầu tiên, coi như là sóng 1. Đây là nhịp chỉnh sóng 2. Thì bây giờ nó chuẩn bị vô sóng 3 nha. Tiếp tục chúng ta nói tiếp những cổ phiếu banh loại 2. Đầu tiên, BVB. Nhìn chung y hệt thôi, chưa có gì mới. Hôm nay con BVB cuối phiên rút chân ha. Cuối phiên rút chân nhẹ tí. Thì nhìn chung thì vẫn như khuyến nghị cũ. Bất 23.5 thì mua nha. Bức 23.5 thì ai muốn mua thì cứ mua vô bình thường nha, không có gì khác. Khuyến nghị y hệt như cũ. Bức 23.5 dạ nhiêu? Dạ 25 nha. Còn bây giờ thì giữ bình thường, không có gì mới nha. Những con này thì kỳ cung ngay đây là rất đẹp rồi nè. Chỉ thiếu một dòng tiền 6 tới 8 triệu vào nữa thì cổ phiếu sẽ tăng khá ổn.
Hôm nay giảm nhẹ vậy thì không nói lên được điều gì nha. Nó vẫn xây cái nền quanh đây thôi. Một cái nền đi ngang được cả mấy tầng rồi nha. An Bình cũng vậy hết, y hệt con BVB. Ngay chỗ 22 điểm mua, còn ở dưới 22 cứ nắm giữ bình thường. BGB hôm nay tạo dấu cộng không rơi nữa, hôm qua rơi 3-4% thôi. Hôm nay nó tạo dấu cộng, nó không rơi, đóng cửa giá tham chiếu thì chờ nó bứt lên thôi. Con này em thấy buổi chiều hình như có lúc nó xanh nha, hình như có lúc nó xanh thì chờ nó bứt lên. Con này nếu mà nó mở cái biên nó đạp xuống đó là mình phải bán hết nha. Thì đang ở trong trạng thái khá là treo leo. Đem người thấy nè, đây là cái trend giảm nè, ở đây nó hình thành một dấu cộng. Đây là cái trạng thái rất là treo leo nha, ai giữ thì chú ý thôi, còn mua mới là không mua. Mua mới nó phải vượt lên trên 36 mới mua nha, còn ở dưới 36 là không mua nha. Thì nhìn chung BGB nếu một người mua, một người nên mua trà đá nha, không nên mua nhiều, phải bứt được 36. Còn ở đây xác suất mà nó gãy xuống là mình phải bán. Hôm nay nó đóng cửa giá tham chiếu chứng tỏ là nó có đỡ cung rất tốt. VBB hôm qua tăng, hôm nay quay xuống, test ngay đúng là dùng gì? MA5 thì cứ giữ thôi, chờ nó mức 19. Trở lên test được trên 21 nha. BAB vẫn vậy thôi, xây một cái nền nhỏ dưới đây thì chờ nó bứt lên. Theo dòng ngân hàng nha, có thì cứ giữ, nó có gap down ở đây nè. Nó sẽ lên nó lắp cái gap này. Rồi, đó là toàn bộ những cổ phiếu ngân hàng. Thì nhìn chung sau khi phân tích ngành ngân hàng, người thấy là triển vọng tăng nó lớn hơn triển vọng gãy phải không? Gãy thì chỉ duy nhất một cổ phiếu gãy, đó là VPBank. Do chắc là có vấn đề riêng về gì, về tin tức của cổ phiếu, về nội bộ, vấn đề nội bộ do đầu tư nước ngoài bán quá nhiều. Có cái gì đó nó mới bán, không phải tự nhiên nó bán. Hoặc là nó hơi vốn gì đó nên kệ nó thôi, bán xong thì nó sẽ tăng lại. Không có gì quá xấu nha. Còn lại những ngân hàng khác sau khi phân tích qua nó đâu có gãy nền đâu. Mọi thứ vẫn tốt nha, qua một phiên đáo hạn thì mỗi hàng giảm tí, nên thành ra VIN30 mình mới giảm nhiêu, mới giảm tới 9 điểm, mỗi hàng giảm một chút nha. Rồi đó là các cổ phiếu ngân hàng. Chúng ta tiếp tục tới chứng khoán tài chính. Thì trước khi phân tích chứng khoán sao, thì khóa học đầu tư chứng khoán thực chiến khóa 4 sẽ khai giảng vào cuối tuần này 18 tháng 12, tức là thứ bảy, học 3 năm 7 vào 20 giờ 15, thời gian là 1 tới 1,5 tháng, 10 tới 15 buổi. Thì mọi người nếu mà muốn học để nâng cao kiến thức, những cái gì mọi người thấy đang em đang phân tích và cách làm như thế nào, cũng như là học theo cái phương pháp phân tích của em, thì có thể liên hệ với em qua phần Zalo bên phải ở đây, trò chuyện với Zalo em thì em sẽ hướng dẫn mọi người. Thì nhìn chung khóa học này là khóa cuối cùng trong năm nay, mình sẽ khai giảng khóa này xong là dạy xong thì sẽ nghỉ Tết âm lịch luôn. Và trong Tết âm lịch mọi người có thể coi lại nha, coi lại khóa học này, chứ không phải là mình học cái là mình có kiến thức ngay. Ví dụ qua Tết mọi người học, ví dụ tháng 4 mọi người mới học đi, thì tháng 4 học cũng phải tới tháng 5, tháng 6 mọi người mới đủ kiến thức để tự đầu tư. Vậy có phải là hết năm nữa không nha, nên thành ra là học sớm sẽ có lợi ích sớm. Còn nếu mà học muộn thì mọi người sẽ thiếu kiến thức nha. Nhìn chung thì đây là một cái liên quan tới kiến thức, ai cần thì học nha. Rồi đó là một ít PR về khóa học này. Những cái điều kiện khóa học thì mọi người có thể vô chứng khoán NQ.vn nha, hoặc là coi phần mô tả video bên dưới em có viết đầy đủ. Phần bình luận bên dưới em cũng có viết về link khóa học này, mọi người có thể coi lại. Đây là khóa cuối cùng trong năm. Rồi, tiếp tục. Chứng khoán SSI. Nhìn chung thì không bước qua được vùng giá này. Hôm qua có kẻ rất rõ bước qua được thì mua, không bước được thì thôi, phải không? Đó, thì không bước được thì thôi. Nhưng mà nó cũng không xấu, nó cũng không gãy cái nền. Cái nền ngay chỗ này, ở lần trước nó về đây, nó đóng cửa ở đây thì về về đúng ngay đây luôn. Tức là nó sao? Nó không xấu. Nếu mà nó gãy xuống luôn thì nó xấu. Nhưng nó nếu nó đậu ngay đây thì xác suất ngày mai nó hồi lên lại sao? Nên thành ra chúng ta nếu mà những ai đang giữ chứng khoán ngày mai nên quan sát, nếu mà nó gãy xuống luôn mọi người phải bán hết nha, gãy xuống mất 50 là phải bán hết. Ngược lại nếu mà nó kéo lên giật lên lại, nó vượt qua nhiêu 54 thì mình mua nha. Nhìn chung thì chứng khoán bây giờ ai giữ thì nên cẩn thận, còn những ai muốn mua bắt buộc phải ngồi chờ nha, bắt buộc phải ngồi chờ để cổ phiếu dòng ngược trở lên, đánh lên vượt cái nền, cái cây nến cũ, cái dùng kháng cự cũ thì mình mua, còn không thì thôi đừng có mua nha. Chứng khoán XM cũng vậy luôn, y hệt luôn nè, nghe không?
đây có vượt được đâu, có vượt được vùng này đâu. Giờ nó quay xuống đúng cái vùng nền nó luôn, thì một là nó gãy xuống mình bán nha, gãy mất 42 người bán hết, còn nó không gãy thì thôi giữ bình thường. Nhìn chung thì chứng khoán giống nhau, hôm qua đã phân tích nói khá rõ về cái ngành này rồi. Người có thể vô một gì bản tin chứng khoán hôm qua, bản tin số 133 nhớ, đây là ghi sai đó, bản tin số 133 thì hôm qua em có nói khá rõ về cái vấn đề này rồi. Thì ngành chứng một là nó bứt lên được thì mình mua, hôm nay em cũng có theo dõi đó mà nó đạp cả ngày luôn rồi. Thì nếu mà nó không bứt lên được thì cứ giữ bình thường, nếu nó hủng nền thì mình phải bán hết nha. Hôm nay nó không hủng nền, PCI cũng vậy nè đó, thì nếu nó hủng ở đây mình phải bán hết nha, còn nó không hủng thôi. Hôm nay nó giảm nhưng mà khối lượng hấp dễ gì nữa, và giảm không nhiều so với những con chứng khác, giảm không nhiều thì bây giờ chờ nó bứt qua 78 mình sẽ mua thêm nha, còn nó không bứt được thì thôi giữ nha. VND cũng vậy luôn, đây mọi người thấy nó không bứt lên được nè, em nói rồi nó bứt lên được thì mình mua, còn nó không bứt lên được thì thôi phải không, còn nó gãy xuống đây thì mình sẽ chốt toàn bộ nha. Nhìn chung đây là kịch bản của ngành chứng hôm qua đã nói rồi trong bản tin số 133, mình có thể coi lại ở đây bản tin số 133 hồi tối hôm qua nha. Hôm qua view hơi ít do gì, do mọi người đi coi đá banh hết trơn, đi coi đá banh hết trơn khổ ghê đó. Thì nhìn chung thì chứng khoán hai kịch bản, một đánh lên hai đánh xuống thì bán, đánh lên thì mua, nghe nói dễ phải không, thì vào phiên mình mới biết. Còn ở bây giờ nó như thế này thì em đánh giá là nó đang chờ biến động nha, biên thu hẹp rất nhiều rồi thì chờ biến động, nếu nó đánh bứt lên mình mua mới, còn ngược lại nó hụng xuống thì mình phải bán hết, ai có phải bán, tại vì nó biên nó đang thắt chặt rất nhiều rồi. Biên thắt chặt như thế này thì rủi ro là gì, là có nha, rủi ro là có, ngược lại lợi nhuận cũng rất lớn nếu mà mình nó đánh lên nha. Một cổ phiếu chứng khoán mà hôm nay chúng ta mới mua lại đó là ART của Sếp Quyết Còi nha. Nhìn chung ART hôm nay khi bứt 18, 14.8 và 15, làm có hướng dẫn những anh chị trong chăm sóc mua thì cuối phiên mình đều lời, khối lượng dòng tiền vào 6 triệu sau một nhịp chỉnh, thì con này nhìn chung là khá đẹp nha. Mình mua lại ăn nhịp một, nhịp một mình ăn ở đâu, mình ăn ở đây mình mua cây này, mình mua ở đây mình mua hai cây này, xong rồi nó đánh hẳn lên đây mình chốt lời ở bên đây, mình chốt lời toàn bộ khi nó gãy nền là xong, mình chốt hết. Thì đây là nhịp trở lại của ART thì kỳ vọng nó sẽ đánh lên được tới 20 nha. Những anh chị nào có hôm nay mua thì chúc mừng, chờ nó bứt lên dùng nhiêu, nó bứt 16 rồi nó bứt đỉnh này nè, mình sẽ mua thêm một lần nữa nha. Đó đó là ART, nhìn chung là hôm nay đã xác nhận dòng tiền trở lại cổ phiếu chứng khoán nha, cổ quyết của quyết rồi. Đây là những cổ phiếu chứng khoán của tem. Tiếp tục chúng ta nói tới ngành thép HPG. HPG thì nhìn chung là bữa tăng, hôm nay gãy xuống chưa bứt qua được giá nhiêu, chưa bứt qua được 50 thì chưa nói là được điều gì, phải không? Chưa bứt qua được 50 thì chưa nói là được điều gì. Còn khi nào nó bứt qua được thì mình mới tính nha, mình mới mua bán gì đó. Còn ở dưới đây em vẫn nói rồi, mọi người thích trade tay không thì trade, nó giảm chứ khối lượng cực thấp vậy là không xấu nha. Bình thường thôi, ở dưới đây đang tạo đáy thôi, mất thời gian nha, rất mất thời gian. Giữ thì giữ được, còn mua mới thì vẫn như cũ, vượt 50 thì tính. Tiếp tục. Hoa sen cũng tương tự, khi nào cổ phiếu bứt được cái nền trên là quanh 40, 40.05 trên đây thì mình tính nha, rồi lúc đó mua bán gì mua. Còn ở dưới đây đang tạo đáy, cứ để nó tạo đáy thôi, nó giống giống mấy con CTG xưa, khi mà nó trần cái đầu tiên nó sẽ bán hành luôn cả mấy tầng rồi nó mới đánh tiếp, nên thành ra mấy con này ai giữ thì giữ, lướt tay không nha, em vẫn nói rồi lướt tay không, còn lại thì không nên mua nha, không nên mua mới làm gì. Khi nào nó bước qua được cái nền đây, nó sẽ xác nhận tăng đánh lên test lại nền trên thì mình sẽ canh mua ở đây, còn không thì thôi. Tiếp tục Nam Kim cũng vậy, ý hệt nhé. Con Nam Kim thì có thể nó sẽ nhanh hơn, nhìn cái thế này em nghĩ chắc nó nhanh hơn mấy con kia, thì khi nó bước qua 44 là chỗ này mình mới canh nè, còn giờ thì thôi không cần quan tâm. Đó là những cổ phiếu ngành thép, nhìn chung thì vẫn như cũ, vẫn khuyến nghị cũ. Những ai đang giữ cổ phiếu thép mà không bán, những cái đợt trước không bán, đang nắm giữ đang gồng thì mọi người có thể lướt tay không trên cái cổ phiếu thép của mọi người, mua hấp bán cao, mua cái phần nhỏ trong phiên để bán ra hạ trung bình vốn, cũng như là gì
kiếm lợi nhuận nha, kiếm lợi nhuận cái phiên trần này nó đã xác nhận là cổ phiếu thép tạo đáy rồi, còn lại thì chúng ta chỉ chờ nó đánh lên thôi. Nên thành ra mọi người cố gắng tối ưu hóa lợi nhuận, tối ưu hóa danh mục bằng cách lướt tay không. Người có thể vô chia sẻ kiến thức video nè, thì dưới đây có tay tay không là gì, lướt sóng là gì, thì mọi người có thể vô đây để hướng coi hướng dẫn. Cái bài này em đã hướng dẫn rất nhiều ở bản tin này, em cũng nói về danh mục ngành thép thì tốt nhất thì nên làm vậy nha. Rồi đó là Nam Kim, các cổ phiếu ngành thép. Tiếp tục chúng ta tới một ngành rất quan trọng, đó là ngành dầu khí. Trong giai đoạn này em đánh giá là nó khá quan trọng. Đầu tiên là cổ phiếu gì? Ga. Ga hôm nay đánh rất đẹp nha, cả ngày nó đỏ nhưng mà cuối phiên nó rút chân lên nha, rút chân nó đóng cửa cao lên 98.6. Đây là hiện tượng khá đẹp, thì ga như khuyến nghị những bản tin trước vượt 100 là đây là điểm mua. Nếu mà ai muốn lướt con ga thì vượt 100 điểm mua nó sẽ tăng lên quanh 107 thì canh bán ra nha. Nhìn chung con ga thì em không kỳ vọng nó tăng nhiều đâu, cao lắm thì nó tới đây bứt được vùng này nó sẽ lên được vùng này, nhưng mà em nghĩ hơi khó nha. Rồi nhìn chung là không nên đầu tư con này. Ai đang giữ thì muốn mua trung bình giá thì mua nha, chứ không nên mua mới con này làm gì. BR, đây là một cổ phiếu hôm nay cuối phiên kéo vụn trộm ha, lệnh vào cuối phiên rất nhiều. BR đây mọi người thấy cuối phiên nè, vào lúc khoảng 14 giờ mấy bắt đầu nó mua lên liên tục nữa ha, những cái lệnh rất lớn mua 140.000, 100.000, và cuối phiên nó còn cắn thêm vô trong 20.1, 22.1, 70, 140.000 cổ. Nhìn chung thì BR dòng tiền cuối phiên nó trở lại, đây là một cái trạng thái xác nhận, xác nhận là ngày mai có thể dầu khí sẽ nổ. Cái nhịp này nó rủ nền, nó rủ cái nền nhỏ này. Đó, hôm qua em có phân tích nhấn mạnh đó, nó rủ cái nền thôi. Bản tin tối qua đã phân tích rất rõ, nó rủ cái nền thôi, nó không xấu. Thì hôm nay nó giật trên lại, nó đóng cửa trên 22, thì xác suất ngày mai nếu nó vượt qua 22.3, 22.4 nha. Đây, những anh chị đã mua BR nguyên cái giai đoạn này nè, nguyên cái giai đoạn với mọi người mua quá trời mua luôn. Em tư vấn mọi người mua nhiều lắm, thì ngày mai nếu nó bứt qua được vùng này, mọi người có thể mua gia tăng, là nó sẽ lên ngay vùng giá trên 24 nha. Nhìn chung BR là rất ok, mọi người nên chú ý con này, khối lượng vào cỡ 10 tới cả 2 ra 15 tới 20 triệu nha. BR phải đặc biệt lưu ý vào ngày mai. Phiên hôm nay nó đã vụng trộm nó kéo lên cuối phiên, là xác suất ngày mai dễ nổ dữ lắm nha. BR kéo thì ôi nó cũng kéo. Đây, hôm qua này là em dạy học, em kể cho học viên em coi đó. Thì nhìn chung là ôi hôm nay cuối phiên vụng trộm kéo lên 16.4, đóng cửa trên đây, thì con này ngày mai bước qua 16.7, mọi người có thể mua gia tăng full vị thế cho những ai mà đã nhặt con ôi toàn bộ những giai đoạn bên dưới đây. Rất nhiều anh chị nhặt ở đây, thì khi nó vượt qua đây, đây là điểm mua nha, thì nó sẽ lên test được cái vùng 18, trên 18 nó sẽ hình thành thêm điểm mua. Tuy nhiên đó là câu chuyện của sau này, còn bây giờ ở đây khi bước 16.7 đây là điểm mua nha. Khối lượng vào từ 4 đến 6 triệu, phải đặc biệt lưu ý con ôi này ngày mai và con BR. BVS không hồi được phải không? Do nó sàn gì? Do nó sàn HNX, nó không hồi lên được. Do cái tụi kia thì nó sẽ cơm, nó hồi cuối phiên. Nhìn chung con BVS này không hồi được thì vẫn như khuyến nghị cũ, vượt qua 27 mới là điểm mua nha. Tuy nhiên khi nó vượt qua 27 nó sẽ tăng khá nhiều đó, nó sẽ tăng cỡ 4% mọi người mới có thể mua. Không nên mua sớm, nó phải bước qua đây mới mua được nha. Bước qua đây nó sẽ về test được dùng 29-30. BVD, con này thì đẹp hơn con BVS rất nhiều, nên đây con này em đang canh. Nếu ngày mai cổ phiếu này đánh bứt được giá 29 trở lại nha, bứt được 29 trở lại và bao nhiêu 29.5, em sẽ cho những khách hàng chăm sóc em mua lại BVD nha. Thì đây là phân tích chung để mọi người coi YouTube, có thể muốn mua thì mua đó. Thì hôm nay là phiên kịch cung em đánh giá là rất đẹp của BVD, chắc sức ngày mai BVD có thể bùng nổ lên trở lại nha. Đó là BVD, hôm nay nó tăng xanh điểm phải không? Đó, nhìn chung con này em đánh giá là khá cao, nó có thể lên test được 32, bước được 32 nó lên 40 nha. Nhịp này là gì? Nhịp rũ của cổ phiếu thôi, sắp sửa chạy lại. BVC hôm nay đóng cửa giá vàng kiệt cung, thì xác suất ngày mai có thể con này sẽ tiếp tục nổ, nhưng con này nổ thì nắm giữ thôi chứ mua gì nữa nha. Nếu mà nó vượt 15.8 thì nó sẽ lên được trên 16 thôi, nói vậy thôi chứ không mua, do mình đã mua quá nhiều ở bên dưới đây à.
Dinh con này em sẽ không tư vấn mua thêm. Ai muốn thì mua, ai muốn liều thì mua đại. Em mua đại hơn, trên 15, dưới 16, muốn mua sao mua. Thì con này em nghĩ là nó vẫn kéo khá mạnh lên tới 18, 19 nha. Đó là BVC, dòng tiền rất khỏe ở đây, điểm nhấn dòng tiền cực lớn. Hôm nay rút chân khối lượng kiệt như thế này, xác suất ngày mai có thể BVC sẽ đánh. Nhìn chung ngành dầu khí là em kỳ vọng rất cao, ngày mai nó có thể kéo. BVB hôm qua tăng hôm nay giảm xuống, nhưng mà khối lượng giảm hôm nay cực thấp, thể hiện là chỉ có nhỏ lẻ bán, không có tổ chức nào bán cả, không có big boy nào bán cả. Thì con này nó bứt qua được cái vùng nào, vùng 19.7 một lần nữa, thì những anh chị đã giữ con này có thể mua gia tăng khi nó vượt 19.7 nha, thì nó sẽ lên test được vùng 21. Hiện tại thì bình thường, cổ phiếu bình thường, hôm nay giảm thì giảm gì thôi chứ không xấu nha. Hôm nay cổ phiếu hút cưng nó làm sao, nó không test xuống mà nó hình thành được cái tam giác nhỏ này đây, rất nhỏ. Thì nhìn chung con này, con hút cưng này mà nó bứt qua được giá 33, mọi người có thể mua thêm với nó nha. Bứt qua giá 33 thì ngắn hạn nó sẽ lên tới 35, bứt qua được 35 thì có thể lên tới 40 nha. Nhìn chung con cổ phiếu hút cưng này đã có một cái điểm nhấn dòng tiền ở đây rất nhiều, khối lượng vào ở đây là 3 triệu mấy, rất đạt rồi. Thì nó chuẩn bị đánh tiếp, thì nó đánh tiếp thì mọi người cứ mua thêm. À, nhìn chung thì con này chờ nó bứt được 33 thì mọi người mua thêm. Rồi tiếp tục bô tím phải không, khỏi nói nhiều phải không. Con này là đã bia quá nhiều, mình mua ở đây phải không, nhịp này là mình mua ở đây, nhịp trước thì mình mua ở đâu, nhịp trước thì mình mua dưới đây, mình mua bên đây, giờ mình lại mua bên đây, thì bây giờ nó tốt trên đây là lúc cán rồi phải không. Những anh chị mua quanh đây thì đã lời được nhiêu trăm lời 27% nha. Cổ phiếu Vin 30 po lời 27%, con po người ta chê nó làm sao, cổ phiếu của bắp, cổ phiếu gì mà không tăng điểm, cổ phiếu vô chôn tiền gì đủ thứ hết, em đâu có chê nha. Con này mình đã mua 3 lần, lần thứ nhất mình mua đây, lần thứ hai mình mua đây, lần thứ ba mua đây, bán ở đây nè, ở đây nè, đó giờ mình chưa bán, dòng sau mình chưa bán nha. Thì nhìn chung con po kỳ vọng nó sẽ tăng một cái nhịp dựng đứng như thế này, xong rồi mình sẽ chốt lời nha. Nhìn chung thì cổ phiếu này quá đẹp nha. Còn những ai chê nó thì cứ chờ tới 2x đi rồi chê nha. Rồi NT2 con này thì không mua nữa, vô đây phân tích để chỉ nói vậy thôi cho vui thôi, cũng vậy thôi. Hôm nay nó đánh lên tuy nhiên không bứt nổi nha, chạy nó thôi. Nhìn chung con NT2 cũng giống như compo, target khoảng 29 tới 30, nên ai giữ thì cứ giữ bình thường. Mình đã mua lại dòng này ở quanh đây là giá vốn rất tốt rồi thì cứ giữ thôi. Bây giờ lợi nhuận của mình là nhiêu, 17 tới 20% thì cứ nắm giữ thôi nha, cứ nắm giữ bình thường thôi, không có gì cả. Dòng tiền nó đã vào ở đây rất lớn rồi thì nắm giữ chứ không có việc gì phải bán ra nha. Con này bán ra nếu mà thị trường mình gãy thôi, còn không gãy thì thôi. Rồi đó là những cổ phiếu dầu khí, mình còn hai con dầu khí, ngày mai có thể nếu đẹp mình sẽ mua thêm. Nhìn chung ngành này thì em vẫn view là nó sẽ tăng cuối năm, một sóng chạy nước rút. Bây giờ đã có một số cổ phiếu đã lên trước, ví dụ BO, NT2, BVC nha, BVC đã lên trước, những con kia đang bắt đầu hiểu sao. Thì nhìn chung ngành dầu khí rất triển vọng, trừ con gì, trừ con ga ra thôi, con ga với con BLX ra thôi, còn lại thì nha, còn lại thì tất cả đều tốt. Thật ra con BLX nhìn cũng rất đẹp nha, con BLX nếu mà nó bứt qua giá nhiêu, qua dùng đây là dùng 55.5 nè. Thật ra mọi người cũng có thể mua mới, nhưng mà em không thích đầu tư con này do nó giao dịch rất lỏng lẻo, từ đây mới về tốt dưới đây mới lên lại nha. Thì nhìn chung con này xác suất nó mất qua đây nó sẽ lên được dùng đỉnh này là lần nữa nha đó. Nhưng mà thôi, em không nghĩ là nên đầu tư con BLX, à mọi người đi mua BSR, mọi người mua OI, hoặc là mọi người mua BVD, mọi người lời vẫn nhiều hơn con này, và nó không có lỏng lẻo bằng con BLX nha. Trong thì ngành dầu khí rất ổn nha, rất rất ổn. Tiếp tục chúng ta nói tới bất động sản EGC, hôm nay tăng quá tốt phải không, đóng cửa ngay trần giá 33, thì giá 33 là giá mua gia tăng, hôm nay nó lên đóng cửa ngay trần 33 luôn. Vậy thì sao, thì không mua được nha, do nó cuối phiên nó mới lên. Thì con này mình sẽ dời giá mua lên là 33.5, 33.5 bước qua 33.5 mua nha, mua gia tăng chứ không phải là mua mới. Mua gia tăng cho những anh chị mua dưới đây, mua đây, mua đây, mua đây. Cây này như cũng có người cũng có mua được do nó vượt cái điểm mua nha. Thì nhìn chung thì con EGC target vẫn là về 37 tới 38, test là dùng đỉnh trụ này
test xong đạt thì nó sẽ đánh tiếp nha. Ở đây cái đó hiếu một cái nhịp dòng tiền cả 10 tới 15 triệu nó sẽ đẹp, dữ lắm đẹp. Nhìn chung IGCA có cái dự cổ phiếu này hiện tại ngắn hạn nó đã cho lợi nhuận bao nhiêu rồi? Lợi nhuận 10% nha, 10% rồi. Thì nhìn chung mọi người muốn chốt ở đâu chốt. Còn những anh chị đã mua dòng trước ở trên đây mà đang bị kẹp thì cũng sắp được về bờ nha. Nhìn chung thì con này chỉnh xong rồi, đang vào sóng tăng mới, cứ nắm giữ bình thường. Hôm nay nó kéo cuối phiên lên 33 vậy thì sẽ xét ngày mai nó có thể bùng nổ lên test lại giùm đỉnh nha. Tiếp tục KBC Kinh Bắc hôm nay đánh lên phải không, duy trì nến xanh cả ngày thì con này giữ bình thường ha. Con này mình mua ở đây bây giờ mình lời cỡ 10% thì mình cứ nắm giữ bình thường nha. Thì nhìn em nhìn chung là em vẫn kỳ vọng KBC có một nhịp đánh lên 60 rồi mình chốt lời nha. Con này ở đây là không mua nữa, nó chỉ đang thiếu cái gì, một nhịp bùng nổ cỡ 20 triệu để bùng lên chạy nước rút nha. Chạy nước rút là nó sẽ trần liên tục vài cây, em chỉ kỳ vọng là có cái nhịp này để chúng ta có thể gì chốt lời cổ phiếu Kinh Bắc mua cây này nha. Tiếp tục còn trên đây thì em không khuyến khích mua nha, không khuyến khích mua. Tiếp tục cổ phiếu kế tiếp KDH, sao đây là mô hình cốc tay cầm, hôm qua em dạy học viên em kể thì nhìn chung là thôi xóa đi nha, xóa đi. Thì Kinh Bắc ở đây đang hình thành một cái niêm rất đẹp nha, theo em đánh giá kỹ thuật cái đây là cái niêm này rất đẹp, thì chỉ chờ nó bước qua cái niêm này mọi người có thể mua gia tăng với Kinh Bắc. Những anh chị đã bắt ngay cây này nè, ngay cái cây bùng nổ mà bữa mình mua đây nè, thì bây giờ Kinh Bắc nó đang tạo được cái niêm như thế này, thì ngày mai nếu mà con này nó bước qua được giá 49 nha, mọi người có thể lấy lót vị thế cho những anh chị nào muốn mua mới. Tiếp tục cổ phiếu vượt 50 mua full vị thế nha. Nhìn chung Kinh Bắc nhằm KDH là rất đẹp nha, chắc sức đánh bất định với khối lượng vào cỡ 4-5 triệu là rất lớn. Đây là dòng tiền nó đã vô lại nè, test kiệt cung khối lượng hấp về là tình chung là rất đẹp. Fit thì hôm nay nó tăng mạnh xong rồi cuối phiên nó xìu, nhìn chung thì kệ nó thôi. Chúng ta đã mua ở những cây này nè, mua hấp ở dưới đây, chúng ta mua cây này là cây đầu tiên chúng ta mua nè. Giá vốn của chúng ta nằm ở chỗ cái cây hấp trụng dưới đây nè đó, thì bây giờ nó lên tới đây kệ nó thôi. Con này nhìn chung em vẫn kỳ vọng nó tích lũy quanh giá 15 một giai đoạn, có thể nó sẽ xìu xuống quanh nhiêu quanh vùng này luôn, tức là quanh 14 nha. Nó tích lũy quanh đây một thời gian rồi nó mới bùng nổ lên, thì bây giờ chờ nó tích lũy quanh đây ít nhất là như vài phiên nữa, nó tạo thành cái hế gì đó bên đây đẹp đẹp. Em sẽ hướng dẫn mọi người nhặt thêm cổ phiếu Fit nè. Còn bây giờ hôm nay mua làm gì, hôm nay mua đa phần đều lỗ, hôm nay mua lên chạm kháng cự mua làm gì nha. Theo kỹ thuật thì đây mua ngay đây là lỗ chắc, thì bây giờ nó đang xìu xuống thì chờ nó test lại quanh 14 đạt thì mình sẽ mua thêm để ăn cái nhịp test lên 20. Cổ phiếu này mình đã ăn hai vòng, giá vốn mình đang rất đẹp thì cứ nắm giữ bình thường nha. Tiếp tục nhà Từ Liêm bất động sản, hôm nay chúng ta đánh bứt lên phải không, thì con này em nói rồi vượt giá 44 thì cái chỗ này mọi người có thể mua gia tăng mua mới. Bây giờ nó vượt 44 rồi, khối lượng vào 3,7 triệu, quá kinh dị nha, quá kinh dị luôn. Thì con này nếu mà muốn mua nha, nó còn có điểm mua nữa là ngay chỗ 46 nha, 46 tức là bức đỉnh á, thì ngay đây là điểm mua muộn cho những ai mà mua gia tăng. Mọi người mua ở đây rồi, mọi người mua ở đây rồi thì bây giờ mua gia tăng có thể mua được nha, mua thêm 46 được nha. Thì target con này em nghĩ là trên 50, trên giá 50 cho mọi người chốt lời. Nhìn chung nhà Từ Liêm nhịp này có thể sẽ chạy nước rút. Đây là cổ phiếu bất động sản mình mới mua tham gia ở chỗ này, T0, T1, T2, T3, tức là T3 hàng về luôn đó, là hôm nay hàng về nó bùng nổ. Nhà Từ Liêm các cổ phiếu giai đoạn này đa phần là giải ngân đều có lợi nhuận toàn bộ nha, tất cả cổ phiếu đều có lợi nhuận, không ít thì nhiều. Ngành vật liệu xây dựng ngành vật liệu cơ bản đầu tiên G36, thì như em đã nói hôm qua em có kẽn ở đây, kẽn xuống thì họ bán nhưng mà nó đâu có gãy, hôm nay giật ngược lên nè thì nó sẽ lên, nó test được cái vùng đỉnh này, test đẹp thì nó đánh tiếp, giữ thôi, nhìn chung là giữ thôi, hồi lên là giữ thôi chứ không có mua nha. Mấy con này thì giữ bình thường, chắc sức nó sẽ test được 25, còn test đạt hay không đạt thì phải quan sát. Không mua mới nha, con này không mua, hồi lên không có khối lượng nha, khối lượng cực thấp. Hà Tiên một, nhìn chung thì con này vẫn như khuyến nghị cũ thôi, là nắm giữ nha, là nắm giữ trên cái vùng 23, nắm giữ bình thường, tức là những anh chị, có nhiều anh chị đã tự bán thì nhìn chung là nó hồi lên, mọi người muốn bán thì bán. Tuy nhiên với em thì em thấy là con này nó sẽ tích lũy quanh đây một thời gian,
xong nó mới bùng nổ lên, nó lắp cái gáp đây. Nó thành ra mọi người kiên nhẫn ít nhất là qua tuần sau cổ phiếu Hà Tiên 1 mới có thể ổn định lại. Hôm nay nó giảm đây là bình thường nha, do phiên nào hàng về T0, T1, T2, T3, tức là nhà tư đu ở trên cái vùng giá này nè, cái vùng nhiêu, vùng 26.5 đó, mua cái phiên này phiên bùng nổ người ta không mua kịp, cái đây người ta đua lên rồi nay hàng về ta bán cắt lỗ thôi. Nên nhìn chung là Hà Tiên 1 đánh giá là nó sẽ giữ quanh cái vùng giá này một thời gian trước khi nó bùng nổ nha, ít nhất là phải 1-2 tuần nữa Hà Tiên 1 mới đánh ổn định được. Tiếp tục AB tạo cái cung rất đẹp nha, xác suất là ngày mai em cho mọi người mua con này rất cao nha, xác suất lớn là ngày mai em sẽ cho mọi người mua con AB này. Nó đã tạo được cái gì, tạo được 3 đáy, 1 đáy, 2 đáy, 3 đáy, thì ngày mai nó bứt lên thì em sẽ cho mọi người mua. Nhìn chung HAB hôm nay rút chân tạo tích cung như thế này đánh giá rất đẹp nha. Giá sức mà ngày mai nó nổ thì mình sẽ mua mới con HAB. Dòng tiền nó đã nằm ở đây, thì cung dần dần thì ngày mai đánh cỡ 2 triệu là đạt. Rồi các cổ phiếu ngành thực phẩm ANV. Nhìn chung thì ANV hôm nay có nhịp đánh nhưng rồi xong rồi xìu lên xìu xuống vẫn quay quanh một giá. Khối lượng cực thấp thì chờ bùng nổ cả 1 triệu. Bước qua giá nhiêu? Bước qua 35.5 mình sẽ mua thêm với ANV. Còn bây giờ giữ bình thường nha, giữ bình thường thôi, không có gì mới. GTN cả ngày hôm nay nó vẫn giữ được giá xanh nha, cả ngày hôm nay rung lắc em để ý nha, tại vì con này em có giữ nên em biết. Mà nó giữ giá xanh như thế này xác suất nó bùng nổ rất cao nha, xác suất nó bùng nổ vượt cái giá như 22 này rất cao nha. Nên GTN ai giữ thì cứ giữ bình thường. Đây là cái trạng thái đỡ cung rất đẹp của Bitboy, thì chỉ cần nó bứt qua giá như 21.1 một lần nữa, 21.1, 21 một lần nữa nó sẽ bứt lên 22 ngay. Nên cái dùng 21 mọi người có thể canh chuẩn bị mua gia tăng nha. Nhìn chung GTN cỡ 2 triệu. Con này xác suất sắp đánh rồi nè, ai có cứ giữ đi. Còn ai muốn mua thì đã mua rồi, hôm qua là đã cho mua rồi phải không? Hôm qua khiên bùng nổ lên em đã cho mua rồi, thì ngày mai chuẩn bị canh mua gia tăng này nha. Rồi cổ phiếu hóa chất AAA. Chiều nay đánh lên phải không? Có lúc nhúng xuống âm 200. Chiều đánh lên. Nhìn chung thì con AAA nó sẽ tích lũy quanh cái vùng đây một thời gian, nó không nhúng xuống quá mạnh. Hôm nay có nhúng 2.5 mà rút chân á, thì nhìn chung nếu mà đã rút chân thì em nghĩ nó sẽ tích lũy quanh đây một thời gian, xong để nó bứt lên lên 2. Nên mọi người cứ giữ bình thường. Cái nhịp ngay đây là nhịp đánh rất đẹp nha, những ai học em đều biết nha, nhịp đánh rất đẹp. Nó kỳ vọng của em là nó sẽ đánh giống con DBM nha, DBM. Nên mọi người có cứ giữ. Mua thì sao, vượt 19 mọi người có thể mua, mà em thấy nó lỏng quá, nó cứ lên thì nó xỉu, lên nó xỉu, nên thôi giữ thôi, đừng mua nha. Nó dài hấp ở dưới em người mua được, còn nó ở trên cao thôi đừng mua. DRC hôm qua test cung, hôm nay xỉu xuống. Nhìn chung thì không có gì mới ha, do hôm nay cũng áp lực thị trường thì nó vượt 35 dẫn khuyến nghị cũ. Hôm nay nó test lại cái trend mà nó không hủng nha, cái trend em kẻ nè, không hủng thôi, hủng thì mình bán, không hủng thôi. Thì nhìn chung vượt 35 mình mua nha. Con này em vẫn canh theo dõi hàng ngày, bứt được thì em cho mọi người mua thêm. Lab con này xác suất ngày mai có thể nổ tiếp nha, theo những gì em thấy là thường thường là vậy. Hôm nay tạo test cung đóng cửa giá vàng, có lúc kéo lên xanh, có lúc đập mạnh xuống test MA5, hàng ngày mai hàng này về thì xác suất ngày mai đầu phiên nó sẽ đỏ đỏ quanh đây, cuối phiên nó sẽ kéo tiếp. Thì con này vượt qua giá 26.5, mọi người có thể mua gia tăng thêm nếu hít. Nếu không hít, tức là những anh chị mà đã giữ con này ở vùng dưới đây nè, mua theo em ở cái phiên này nè, thì lên đây mọi người có thể mua gia tăng khi nó vượt 26.5. Nhìn chung lát thì em nghĩ có thể lên tới 30 nha. Mọi người có cứ giữ bình thường. Tiếp tục dược phẩm DVN. Nhìn chung thì DVN nó đang kiệt kiệt quanh đây thôi, chưa có gì mới phải không? Chưa bứt được 27.4, cũng không hụng xuống 26, nó cứ kẹt kẹt quanh đây thì chờ nó hơi khối lượng cực thấp nữa. Thì chờ nó đến bứt lên thôi. 15% của nó là giữ sức bứt đỉnh nha, giữ sức bứt qua cái đỉnh này, nên cứ giữ bình thường. Nhìn chung DVN là chờ nó bứt qua đây thì mọi người mua thêm. 27.4 hụng xuống mất thì mình bán, nhưng mà hôm nay nó không hụng thì nó sẽ không hụng. VHE hôm nay em có hướng dẫn mọi người mua thêm. Nhìn chung thì cuối phiên nó mất nhẹ mấy like, nhưng mà chúng ta dẫn lời, những anh chị mua giá tham chiếu giá đỏ dẫn lời, thì nhìn chung VHE chúng ta sẽ mua gia tăng khi nó vượt giá như 12.5 và 13. Mọi người có thể mua thêm VHE nha. Ngành y tế
Thủng bao nhiêu mình bán hết, thủng 11.3 mình bán hết nè. AMV. Con này đã nó mua lại rất nhiều lần ở mua ở đây phải không? Mua ở đây phải không? Mua hai cây này hôm nay nổ tăng 6,4%, đóng cửa giá 15. Nhìn chung thì bùng nổ có khối lượng. Nhưng mà nó không tăng trần cũng không bứt lên được cái vùng đỉnh cũ. Thì sao? Thì em đánh giá là con này á, nó sẽ tích lũy quanh cái vùng này một thời gian. Qua đây một thời gian để nó hấp lại nhà đầu tư đua bên đây nè, hấp đủ thì nó sẽ bứt tiếp. Nên những ai đã mua được cái cây này, mua được cây này, mua bên đây nè, mua bên đây nè, mua khúc nhỏ này nè thì giữ bình thường nha, giữ bình thường. Đang lời là 5-6% thì giữ gồng lời thôi. Cổ phiếu này ít nhất cũng phải lên tới 18 đến 19 nha. Cảng biển có DSP hôm qua tăng nhiêu? 5,9, hôm nay giảm lại tí xíu thôi, nhìn chung là bình thường không có gì xấu. Nha, nó giảm lại nó gì? Nó đang test lại cái vùng này cho nhà đầu tư mình bán ra thôi. Nó chờ nó test quanh đây một thời gian. Xong nó sẽ bước tiếp. Thì con này vượt tiếp với nhiêu? 24.2. Mọi người mua thêm nha, nhìn chung thì bây giờ nó đang tích lũy quanh đây để nó đánh tiếp thôi. Nó có thể nó sẽ bò lên rồi mới đánh nha, nên ai giữ cái giữ bình thường, nhìn chung cổ phiếu không xấu. Tại nó hơi lỏng thôi. Cho mình đét cũng vậy nha, hôm qua tăng thì có khối lượng vào với khối lượng là bốn hai triệu tư, nhưng hôm nay giảm chỉ có 900k, thể hiện là nhà tư mình bán thôi, không có gì xấu. MA5 nè, mình dâm kỹ nè, MA5 nó vẫn đang cắt lên MA20 thì chờ nó tích lũy qua đây nó sẽ bước tiếp. Thì con này bước qua giá 51 mọi người mua gia tăng, bước qua 51 mua gia tăng, giờ thì cứ giữ thôi, cổ phiếu sẽ tích lũy đây mà vài phiên nữa. Tiếp tục cổ phiếu Viettel VGI, nhìn chung thì chưa có gì mới phải không, tăng mạnh lên chiều xuống tạo đáy thôi, thì con này chờ bước lên giống như khuyến nghị hôm qua đã nói vượt 33.5 thì mua thêm nếu mọi người muốn mua, còn bây giờ thì cứ giữ, nó đang đi vô cái nhịp cuối cùng rồi đó nha, cuối cùng. Thì con này sao hủng ở đây thì bán hết, còn không hủng thì thôi nha, tức là nó đang đi vô cái cạnh cuối cùng của cái mô hình này rồi, thì chờ nó bứt lên thì mình mua thêm, hoặc là nó hủng xuống thì mình cắt lỗ. CTR tương tự, nhưng mà con CTR này em thấy là tôi nói đẹp nha, hôm nay nó kiệt cung, thứ nhất là nó kiệt cung, thứ hai là nó đóng cửa tạo test cung chỉ giảm nhẹ thì xác suất ngày mai có thể CTR sẽ kéo lên lại nha. Những ai đang giữ CTR chú ý, có thể ngày mai nó bứt qua giá này 85 mọi người có thể mua gia tăng CTR. Đây nó hình thành cái cốc nhỏ khá đẹp rồi nha. Tiếp tục như quan thì mọi người có thể nói là gì, những cổ phiếu còn lại là tại sao ở đâu em cũng khen là đẹp, thì đơn giản thôi, thị trường vào pha đánh thì ở đâu cũng khen đẹp. Mọi người có thể coi lại những cái bản tin khúc dưới, cái bản tin khúc nào, cái bản tin khúc này nè và index, cái bản tin khúc này nè, em nói là không có điểm mua nha, không có điểm mua, lúc nào mua được là em nói mua được, còn lúc nào không mua được là em sẽ nói không mua được, chứ có phải là lúc nào cũng nói là chỗ nào mua được đâu, làm gì có nha, chỗ nào không mua được là em nói không mua được, còn chỗ nào mua đẹp là mình cứ tư vấn mọi người mua thôi, để gì, để mọi người tối đa quá lợi nhuận, lúc mà nó gãy mọi người vẫn có lời bình thường, còn không á lúc này mọi người không mua á, lúc mà nó gãy như thế này á lại chết nha, lại chết rồi. Dư quan nhìn chung con này hôm qua có nói mọi người đó là đã cho những anh chị khách hàng mua cây này, mua him mình đã mua dưới đây rất nhiều, ra đây mua him nay bức 18.4 là mình mua gia tăng, ở nay đóng cửa được 18.8, nhìn chung dư quan thì target trên 20 nha, 21 thì lúc đó mình sẽ chốt lại nha, nhìn chung con này thì đã lời rất ngon rồi, có cứ giữ thôi. Bây giờ là không mua nữa, không mua nữa. VGT như hôm qua đã nói hôm nay giật lên không? Thì xác suất là con này ngày mai nha, ngày mai VGT vượt 28. Những anh chị đang giữ VGT ngày mai có thể canh bắt đầu mua thêm nha. Con này không nói quá nhiều, đây đã mình đã nói rất nhiều rồi, nhưng mọi người cũng mua khá nhiều thì nó bứt 28 mọi người mua gia tăng nha, khối lượng cỡ 8 tới 10 triệu. VGT hôm nay nó vẫn giữ được trên đây là rất đẹp nha, nó chấp thị trường luôn. Rồi tiếp tục KMR, đây là cổ phiếu hôm nay mới mua nha, một cổ phiếu penny khối lượng dưới 10.000 thôi, hôm nay nó đã bứt lên, nhìn chung là lúc mình mua là cỡ 9.5 51 9.50 51 thì bây giờ 9.6 mình đã lời được nhiêu cả 1%, thì chờ nó bứt lên thôi. Con này hôm nay là vượt, nó vượt 9 chấm cỡ 9 chấm như 9.7 nha,
mọi người có thể mua gia tăng giờ 9.6 vượt 9.7 mua gia tăng rồi, thì thôi chờ đủ tay ba mình bán. Đây là Trà Đá nha, tiếp tục MHC. Con này thì đám đó đã đầu tư một lần bên đây. Những anh chị nào mà từng ở rơm cộng đồng hồi xưa mọi người đều biết ở giai đoạn trước mình mua MHC khúc này phải không? Đó, mình mua khúc này không, mình bán ngay đây nè. Đó. Rồi thì bây giờ sao? Mình lại mua lại. Được không? Nha, thì nhìn chung hôm nay mình lót trước 30% MHC. Chờ MHC vượt 15 mình mua gia tăng. Tiếp tục vượt lên nhiêu? 15.6 mình mua full vị thế. Nhìn chung MHC là đang ăn dòng 2 nha. Rồi, đó là toàn bộ những cổ phiếu danh mục NQ Five Stock nắm giữ. Người xem thì nhớ cho em xin một like, share, đăng ký kênh. Bây giờ sẽ tới phần trả lời câu hỏi của những anh chị khách hàng chăm sóc hỏi em. Đầu tiên, cổ phiếu VIG mua được không? VIG. Mua được không? Nhìn chung đánh trần rồi mua gì nữa? Nha, bên trần rồi mua gì nữa? Nha, tức là sao? Tức là khi nó tăng trần mình không mua, khi nó chỉnh xuống mình có thể mua. Còn bây giờ nó lại tăng trần rồi thì không mua nữa, xác suất nó lại kéo lên tiếp. Sau nó bắt đầu chỉnh xuống rồi mới mua. Còn bây giờ là không mua nha. Cổ phiếu đã trần là không mua. Tức là mình chỉ mua cổ phiếu khi nó chưa tăng, nó bình thường. Còn khi nó đã trần thì thôi không mua nữa nha. VIG chứ không phải VGC, nhầm. VIG. VIG mua được không? Em đánh giá là hơi rủi ro. Rủi ro là tương đối lớn. Tại vì nó đã có cái nhịp chạy khá mạnh ở đây. Tăng kinh lắm nha. Nhịp này lên đây nó tăng được bao nhiêu phần trăm? 100%. Ở đây là nó đang bó cái biên, nó đang bó lại cái đây là tương đối hẹp. Thì ở đây mua tương đối rủi ro nha. Em thấy là tương đối rủi ro. Nếu muốn mua thì nó phải vượt lên giá như 18.5 nha. Tức là nó đẩy cái biên này mở lên, đánh lên trên đây nè. Mua được. Nhưng mà mua Trà Đá thôi. Con này em đánh giá là nếu mà nó tăng nữa thì cũng ok. Tuy nhiên đó là phải vượt trên đây. Giờ mua Trà Đá không mua nhiều. Do nó đã có cái nhịp chạy rất mạnh như đây. Mình mua ở đây là rủi ro lớn lắm nha. Em chỉ cảnh báo vậy thôi. Tại vì nó đã đi ngang ngay giai đoạn này mà không biết nó có đạp xuống hay không. Tiếp tục. VIB VIP chiều giữ. VIP. Chiều giữ. Nhìn chung con này là giữ được nha. Đây nó có điểm nhấn dòng tiền vào lại đánh trần nè. Thì giữ được, nó đang tích lũy tạo ở đây thôi. Thì chờ con này bứt qua giá 12.1 nha. Bứt qua 12.1 có thể mua gia tăng nha. Thì nó sẽ lên test được dùng 13. Nên giữ được. Lời quanh 13 có thể canh chút lại. Nhìn chung con VIP này em nghĩ có thể có một nhịp test lại được trên đây. Còn con này cắt khi nó hủng mất 11.2 nha. Tiếp tục. TDT giúp chị nhé. Phân tích con DTT, TDT. Con đầu tư và phát triển TDT. Nhìn chung con này hiện sao? Nó hình thành một cái trend giảm. Đây là cái trend giảm. Thì sao? Thì con này nếu mà đang nắm giữ, nếu mà chị đang nắm giữ thì chị sao? Chú ý quanh cái vùng giá này. Quanh 13, nếu hủng 13 thì phải bán hết. Nha, hủng 13 phải bán hết. Ngược lại nếu chị muốn mua mới thì con này bứt lên. Bứt lên. Vượt nhiêu? 14.5. Mua vào. Nha, nhìn chung thì con này có hai kịch bản. Đánh lên thì mua, đánh xuống thì hủng. Bán. Nhìn chung ở trên đây thì nó cần khối lượng cả 1 tới 1 triệu rưỡi thì có thể mua. Nha, 1 triệu thôi cũng được rồi là có thể mua. Nhìn chung thì con DT, TDT này đang sắp có câu trả lời nha, nó đang đi vào cái giai đoạn cuối rồi. Giữ thì được nha, mua mới thì bắt buộc phải bứt lên khỏi cái trend giảm này thì mua, còn không bứt được thì thôi đừng mua nha. Rồi, nhìn chung hôm nay là chỉ có nhiêu đó câu hỏi thôi. Thị trường sao? Vẫn như câu nói cũ. Vẫn là cơ hội nhiều hơn thách thức nha. Giai đoạn này mình đã chỉnh xong rồi, gãy xong rồi. Thì chờ thị trường kéo nhịp cuối năm. Em vẫn kỳ vọng chúng ta có nhịp uptrend. Ít nhất là qua giai đoạn tháng 1 năm sau. 1-2 tuần gì đó mới kết thúc. Nên chúng ta tranh thủ nha, tranh thủ nhịp này để kiếm tiền. Rồi qua Tết chúng ta nghỉ, qua Tết Tây chúng ta bắt đầu cơ cấu và rút tiền nghỉ Tết nha. Nhìn chung thì thị trường chúng ta không xấu. Em đánh giá là không xấu. Rất nhiều cơ hội, đặc biệt lưu ý ngân hàng. Ngân hàng, giải gì nữa? Ngân hàng và dầu khí, các midcap nha. Còn chứng khoán thì tùy vào ngày mai chúng ta phải coi như thế nào. Bây giờ thì chỉ nói là sao? Ai giữ thì cứ giữ nha, ai giữ thì cứ giữ, còn mua mới thì bắt buộc phải chờ nha.
mua mới bắt buộc phải chờ với cổ phiếu ngành chứng khoán không có vội được đâu. Đó là ngành chứng khoán. Dầu khí là quan trọng nhất, banh nó thì tạm thôi, chủ yếu là dầu khí nha, dầu khí rất đẹp. Rồi các cổ phiếu mid cap thì cũng có rất nhiều con đẹp, tùy mọi người lựa cho mình nhiêu 4 đến 5 cổ phiếu mua vào nha. Rồi mọi người xem tới đây thì nhớ cho em xin một like, share, một đăng ký kênh NWiFi Stock để kênh này đến với nhiều nhà đầu tư hơn. Mọi người muốn vào tem quản lý, về tem em quản lý gì đó thì có thể liên hệ với bạn trợ lý Thanh Hà của em bên dưới phần mô tả video. Ví dụ một cái video bình thường như thế này, mọi người có thể bấm vào dưới đây, ở dưới cuối cùng đây. Mọi người có thể bấm hiển thị thêm nè, đây là bạn trợ lý Thanh Hà, số điện thoại. Cũng như mọi người có thể xem khóa học tại link này nha. Rồi thì chúc mọi người có những quyết định sáng suốt trong đầu tư. Xin chào mọi người.